Hello, đây rồi. Hello. Bảo đi Anh được đi đầu à? Anh đi dẫn đầu à? cái gì không, anh chạy về trước còn kịp bữa cỗ ở trong Linh Tiến. Trời. Bây giờ em có điện cho Dũng thì Không, em vừa điện rồi, anh bảo cứ đứng ở đây. rồi mẹ đứng đi chờ nhá. Vâng. Từ chỗ nào ra vậy? Đưa từ trong Thanh Hóa ra đây. Đây. Không, đoàn này đoàn không phải chuyên nghiệp. Đoàn này đoàn bình thường. Cho đứng gì vào, đứng gì vào. Chắc công an hôm nay dẹp cho các anh đi đấy. Đây là con trai con gái đây. Con trai con gái. Được, con trai. Được. Mới từ lấy thấy mấy người rồi? Em thấy có một người là mỗi người bảo vàng đi xe đạp đi theo đoàn luôn. Có một người. Phải anh đi 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 xe máy có nặng đấy. Ừ, đúng rồi đấy. Các anh đi qua đường này dẫn đường một người. Chắc là ai ai dẫn đầu là người được xe kia dẫn đầu trước. Vâng. Để tránh các cái xe to. Cái mũ màu vàng cái xe như này ở đằng sau đúng cũng đỏ đỏ. Trước bọn em cứ thấy xe của các anh chuẩn bị quay nó quay. Mày quay em cố. Chắc cái người vừa rồi là tấn đường thôi anh. Hả? Đây rồi. Đây một đoạn đang đi đằng sau này này. Hello. Sao còn người nào nữa không? Kiếp Bắc Nguyên đi gì mà cứ vèo vèo, kiếp quá mày.
về anh còn đi ăn cỗ. Vậy là lúc nãy nghỉ ở chỗ nào?